Vâng, em xin gửi lời chào tới các bác nhà mình cùng quay trở lại với kênh mua bán và trao đổi xe đã qua sử dụng về xe chất với hotline tư vấn là 0968228889. Với những quý anh chị ta yêu thích một chiếc xe bền bỉ và lành tính thì có lẽ Vios vẫn luôn là một cái lựa chọn rất đáng để các bác chúng ta tham khảo. Và ngày hôm nay thì em Việt đang có ở đây với một mẫu Toyota Vios bản G số tự động máy 1.5 được sản xuất ở năm 2015. Tất cả tình trạng của chiếc xe này thì em Việt cam kết với các bác là còn nguyên zin nguyên bản. Xe không đâm đụng, không va chạm, không ngập nước và các bác hoàn toàn có thể là đem đi check hãng hoặc là nhờ thợ đến kiểm tra xe của em Việt trước khi mà chúng ta giao dịch. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh được chuẩn là 8.7 km nhé. Bao zin chỉ kể cả công tơ mét, các chúng ta có thể vào hãng check. Vậy thì với cái tầm tiền bây giờ là hơn 300 để chúng ta có thể sở hữu cho mình được chiếc sedan hạng B mà theo em đánh giá thì khả năng vận hành tốt, quan trọng nhất là bền bỉ và lành và không gian nội thất rộng rãi đủ chỗ để các bác có thể là đi cả gia đình 5 người. Vậy thì chi tiết chất lượng chiếc xe nó như nào thì ngay bây giờ em Việt mời các bác chúng ta cùng em dành ít phút theo dõi và đánh giá tổng thể trước Vios G này để xem liệu nó xứng đáng để các bác bỏ tiền ra sở hữu cho mình em nó ngày hôm nay không, đúng không ạ? Đầu tiên thì chúng ta có thể đi ngay vào cái kiểu dáng thiết kế của chiếc Toyota Vios ở thế hệ này. Thì các bác có thể thấy là đây là một thiết kế mà nó không bị lỗi thời và đến bây giờ thì nhiều người vẫn có thể nói là thích cái kiểu dáng của chiếc Vios này. Vì nhìn trông nó nam tính, nó mạnh mẽ, đúng không ạ? Và nhìn nó cứng cáp hơn hẳn so với cả thế hệ đời mới bây giờ. Hệ thống đèn pha của phiên bản G thì chúng ta thấy là nó đã được trang bị bóng đèn bi projector. Và đây em quay gần nhé để cho các bác để thấy này. Xe được chủ nhân cũ rất là giữ gìn. Lẹp thêm những cái chi tiết viền chrome và đi người ta không để lại vết xước sát gì luôn. Đây các bác nhìn này, theo thời gian nhưng mà nó vẫn còn trong suốt như pha lê. Cái thứ hai nữa các bác nhìn cho em là cái đường mép này. Đấy, nó phẳng thẳng đều luôn. Được chưa ạ? Không có khe hở kể cả những cái viền đèn như này. Đấy, thì điều đó sẽ chứng tỏ chiếc xe không đâm đụng, không va chạm. Và kể cả phần đèn gầm phía dưới như đây. Đấy, các bác thấy nó đẹp chưa? Mặt ca lăng và các chi tiết nhựa đen và một cái thanh nan chrome. Đấy, kết nối giữa hai phần đèn pha của chiếc Vios. Đấy, giúp cho phần đầu có thể nói là nhìn cũng khá là trẻ trung, đúng không ạ? Khá là trẻ trung. Dù đây chỉ là một chiếc sedan hạng B thôi. Và tiếp tục thì chúng ta có thể nhìn giúp em sang phía đèn pha bên phía lái nhá. Đấy, thì các bác có thể quan sát kỹ giúp em. Đó, trong vắt như pha lê luôn, đúng không ạ? Và đây, những cái đường mép này. Đấy, rất liền lạc. Và phía dưới là chúng ta có đèn gầm này, là bóng đèn halogen. Xe được trang bị bộ la răng đa chấu với 4 phanh đĩa đều hỗ trợ ABS nhé. Con này thì lốp láp gai cũng còn rất là dày này. Đấy, cái chúng ta mua về thì chúng ta cũng đỡ tốn một khoản tiền lốp, đúng không ạ? Vì xe lăn bánh đưa hơn 8 vạn rồi, hết một đời lốp. Ngoài ra thì đây, đấy, chúng ta còn có xi nhan thiết lập trên gương. Tay lắm cửa mạ chrome và có vẻ che mưa nhé. Vâng, có vẻ che mưa thì chủ nhân cũ người ta đã lắp thêm cho các chị rồi. Vậy thì tổng thể sơn xi bên ngoài của xe thì vẫn còn khá là ổn. Đấy, màu vàng cát và một cái màu có thể nói là đẹp nhất của Vios, đúng không ạ? Nội thất màu đen nhé. Ở đời này thì nó là nội thất màu đen, không phải là nội thất màu kem như là thế hệ 2016 trở lên, đúng không ạ? Và tiếp tục đi về phần đuôi phía sau thì các bác có thể thấy này. Đấy, đấy, phần đèn hậu thiết kế cũng rất là vuông vức. Và đây, em quay gần tiếp theo nhé. Ở đây chúng ta có cái nẹp chrome này thì là chủ nhân cũ người ta dán lên để bảo vệ cho cái đèn đi nó không bị va quệt, đúng chưa ạ? Đấy, các chi tiết bóng đèn này, các bác nhìn này. Đó, xuất sắc luôn. Đó, và chúng ta cũng có một cái thanh nan chrome kết nối giữa hai phần đèn hậu phía sau. Được chưa ạ? Rất ok chất lượng nhá. Con này thì bên em sẽ rút hồ sơ để cho các bác chúng ta vào tên chính chủ cho vòng lốt nhạc. Đấy, các bác có thể yên tâm về chất lượng nhá. Sơn xi bên ngoài còn rất ổn. Đấy, bao zin nguyên bản cho các bác, xe không đâm xô nhá. Các bác có thể là đem đi check test thoải mái. Đó. Và đây các chị có thể ngắm chọn giúp em một vòng ngoại thất của xe này nhá. Đấy, 4 phanh đĩa. Được chưa ạ? Xi nhan thiết lập trên gương. Đấy, tổng thể phải nói là kể cả những cái đường ở mép cửa này, các bác cũng có thể để ý này. Nó liền lạc, nó phẳng. Đấy, nó không có sự cong vênh hay là có những khe hở. Đấy là một cái để mà chúng ta có thể nhận biết là chiếc xe nó có bị đâm đụng hay bị va chạm ở cái vị trí nào hay chưa. Đó. Vậy thì ngoại thất chiếc xe thực sự rất ổn rồi. Bây giờ thì để các anh chị chúng ta có thể đánh giá cái tình trạng nội thất bên trong thì em mở cửa và chúng ta đi vào nội thất bên trong của chiếc Vios này nhé. Vâng, thực sự thì khi mở cánh cửa ra thì các bác có thể thấy là nội thất bên trong của chiếc xe đến thời điểm bây giờ nó vẫn giữ được rất là đẹp. Đấy, phải nói đây là một chiếc xe mà tất cả các chi tiết mang đến chúng ta một cái sự bền bỉ và lành tính. Với phiên bản G này thì các bác chúng ta sẽ có vô lăng 3 chấu và tích hợp thêm phím tăng giảm âm lượng ở trên vô lăng nhé. Đấy, và em quay gần thì các bác thấy là kể cả khóe vô lăng này, xe chạy hơn 8 vạn này, nó vẫn còn gai rất là sần. Nội thất thì được trang bị ghế da màu đen và đây là ghế da zin. Như các bác có thể thấy là theo thời gian này nó vẫn còn đẹp mong manh như này từ cái má ghế. Đây, chỗ này thì đương nhiên là bước ra bước vào thì nó hơi có xuất hiện vết nhăn thôi, nhưng mà không tránh khỏi. Nhưng các bác nhìn cho em này, cái mặt ghế này hay là má ghế bên này nó vẫn còn khá là ok nhá. Nó không bị sờn, bị rách, được chưa ạ? Ở giữa đục lỗ thông hơi, chúng ta ngồi vào cảm giác nó sẽ không bị bí. Ngoài ra thì
chúng ta sẽ có gương kính chỉnh điện này và gập gương. Như các anh chị nhìn cho em này, 25 nhưng mà các phím bấm của nó theo thời gian mà vẫn còn rất đẹp nhá. Ở đây chúng ta có một cái khay để cốc. Đó. Trên này thì nó là các chi tiết nhựa nhưng mà họ thêm những cái đường may chỉ tạo điểm nhấn giống như là giả da vậy, đúng không ạ? Giả da vậy. Và đây con này thì các bác có thể nhìn cho em này, con lốc bật lề cửa này. Không một vặn nhá. Hay là đây các chi tiết này. Đấy, cho đến đây. Đấy, các bác có thể quan sát giúp em. Nói chung là con này thì không bàn về chất, đúng không ạ? Bao zin toàn tập cho các anh chị từ AZ. Các chi tiết bản lề phía trước này, các bác nhìn giúp em này. Đấy, nguyên zin nguyên bản hết nhá. Tapi cánh cửa thì các bác có thể thấy là họ phối các một vài cái chi tiết nhựa kết hợp với sơn màu ghi tạo điểm nhấn. Tay nắm cửa mạ chrome này, xe được một trang bị một kính auto nhá. Đấy, nhưng các bác thấy là theo thời gian những cái phím bấm nó vẫn còn rất là rõ nét. Đấy, khóa kính này. Đấy, và em ngồi vào bên trong nổ máy để cho các bác có thể là nghe thử cái tiếng động cơ này. Đó, động cơ nổ rất là êm và mức công tơ bét hiện tại của nó là 8.7 chuẩn nhá. Được chưa? 8.7. Ở đây chúng ta có một cái màn hình này giải trí này. Đấy, các chi tiết vân nhựa này, nhựa sần này. Đấy, tấm điều hòa đây. Đấy, với phiên bản này thì chúng ta còn có điều hòa auto nhá. Bản G nó có điều hòa auto. Đây ạ. Đấy, còn bản E thì nó sẽ không có điều hòa auto đâu các bạn. À, khu vực cần số thì đây, chủ nhân cũng đã bọc cái da này. Các bác nào không thích chúng ta có thể bỏ ra. Đó. Đấy. Phanh cơ, được chưa ạ? À, tam lô tapi thì các anh chị nhìn thấy là rất là sạch đẹp, đúng không ạ? Rất là sạch đẹp. Và đây các anh chị có thể nhìn cho em cái ghế da bên phía phụ này. Căng đét luôn nhá. Đấy, và phần chân này. Đấy, cực kỳ sạch đẹp. Cực kỳ sạch đẹp, đúng không ạ? Và tiếp tục thì với hàng ghế thứ hai thì các bác có thể thấy là trong cái phân khúc sedan hạng B thì đương nhiên là Vios nó không được đánh giá cao về mặt công nghệ tính năng option như là chiếc Accent. Tuy nhiên thì như em nói thì cái điểm nổi bật của dòng Vios này đó chính là độ bền bỉ và lành tính và cái khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này ở đời này thì nó rơi vào khoảng loanh quanh 6,1 đến 6,2 lít trong 100 km, không quá nhiều. Và với hàng ghế sau thì các bác có thể thấy là rất là rộng, đúng không ạ? Và chúng ta có thể ngồi được ít nhất là 3 người lớn phía đằng sau. Đấy, và ghế da này cũng còn rất ok về chất lượng nha. Các bác nhìn này, ghế da zin của nó đấy. Mà vẫn đẹp long lanh như này. Đấy, thực sự là ok luôn, đúng không ạ? Bao zin nguyên bản toàn tập cho các chị nhá. À, các bác thấy là mã kính này. Đấy, không mất kính nào luôn nhá. Đấy, mã kính. Và keo chỉ cũng cam kết luôn các bác là không mất 1 cm nào. Đấy, để các bác có thể là đem đi check test thoải mái. Và tiếp tục thì chúng ta mở cái cốp ra. Thì quý anh chị chúng ta sẽ thấy là chiếc Vios này là mang đến cho các bác chúng ta một cái cốp sau thực sự là rộng, khá là rộng. Đấy, để các anh chị chúng ta có thể là mang theo đồ đạc trong những chuyến đi của mình. Và đây, đấy, các bác thấy cho em là cái vết đính tán này ở phần máng nước này. Đấy, các anh chị chúng ta đi kiểm tra xe các bác có thể là để ý những cái chi tiết này nhé. Này, con ốc này. Được chưa? Đấy, cốp rất là rộng và phía dưới này chúng ta có lốp dự phòng này. Đấy, và quan trọng nhất là sassi thì các bác có thể thấy này, theo thời gian này. Nó không bị han, đúng không ạ? Đấy, lốp dự phòng, đồ đạc kích tay thì còn nguyên zin nguyên bản hết nhá. Đó, rất là ok. Và tiếp tục thì chúng ta quan sát giúp em cái bản tapi cửa bên phía phụ này. Rất đẹp luôn. Này, các chi tiết bản lề nhá. Đấy, ghế căng đét. Đó, rất là ok đúng không ạ? Vâng. Đây. Đấy, các bác quan sát giúp em. Nguyên zin nguyên bản hết nhá. Vâng, rất là tuyệt vời. Đúng không ạ? Đó, vâng, vậy thì đây là nội thất và ngoại thất của chiếc Vios G. Vậy thì để giúp các anh chị ta đánh giá kỹ lưỡng hơn thì em sẽ mở lắp capo và chúng ta kiểm tra từ khoang động cơ của chiếc Vios G này nhé. Vâng, vậy thì đây là khoang động cơ với cỗ máy VVTi. Đời này thì nó là vẫn là máy VVTi chưa lên máy đua, được chưa ạ? Nhưng mà con này thì bao zin các bác nguyên bản này. Đấy, con này zin rong rần cò luôn các chị nhá. Đây các bác nhìn cho em. Đấy. Rất là ok về chất lượng. Bao check test thoải mái nhá. Này các bác nhìn cho em này, các vết đính tán này, ổ ụ giảm sóc này, ốc này. Đấy, nói chung là con này thì các bác mua về thực sự là hoàn toàn yên tâm về chất lượng luôn nhé. Đấy, các bác hoàn toàn yên tâm về chất lượng luôn. Máy số zin đét. Nói chung là cái dòng này thì vẫn mang lại cho chúng ta một cái sự bền bỉ và lành tính rồi. Đấy, và dòng động cơ này thì các bác có mà đi 10 năm nữa thì cũng chưa chắc là vấn đề gì. Và đây, capo này. Đấy, các bác nhìn cho em này. Đó, rất ổn áp luôn. Vậy, như này thì các bác đã cảm thấy ok về chất lượng chưa ạ? Vâng, và thì trên đây là chất lượng chi tiết của chiếc Toyota Vios G 2015 đang có mặt tại showroom của em Việt. Và với mức giá là 365 triệu và thương lượng, cho bác nào quan tâm thiện chí thì trực tiếp nhấc máy vào lô cho em theo số hotline là 0968228889.
Đấy, để có thể là nhận được sự hỗ trợ tư vấn về những thủ tục mua bán sang tên đổi chủ với chiếc Toyota Vios G này các chị nhá. Một lần nữa thì cảm ơn các bác đã cùng dành một chút thời gian theo dõi buổi báo giá ngày hôm nay. Chúc anh chị một ngày mới thật vui vẻ. Và nhấn một nút đăng ký kênh để cập nhật sản phẩm mới nhất tại kênh YouTube Việt Xe Chất.